Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại quay vào báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho quý vị các bạn được biết. Quý vị các bạn nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nó đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Quý vị và các bạn nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ đi báo giá chi tiết từng mẫu xe đang có tại cửa hàng. Và chiếc đầu tiên là chiếc Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2010 phiên bản số sàn máy 1.6 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lachetti bản Việt mang biển số 15A12577 quý bạn này. Đấy, cam kết quý bạn là không đâm va, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình các bạn nhé. 175 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti này. Đấy, nội thất của nó này rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, một chiếc Daewoo Lachetti 175 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova. Toyota Innova V có năm sản xuất 2010 phiên bản là số tự động máy 2.0 máy xăng mang biển số 38A04016 với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 352 triệu đồng. 352 triệu đồng, con này đã lên form 2015 các bạn nhé. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova bản V số tự động. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó, nội thất ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Đấy, đầu Toyota nguyên bản theo xe. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản các bạn nhé. Đấy, Toyota Innova số tự động. Đấy, con này được lưng form lên 2015 các bạn nhé. Mang biển số Hà Tĩnh 38A. 352 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014 phiên bản là số sàn máy 1.0 bản đổ mang biển số 34A biển số Hải Dương 29984 với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grammy 10 này. Đấy, con này là bản đổ sơn xi màu trắng ngọc trinh. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các quý vị các bạn xem nhé. Đấy, con bản đổ này thì nó có tích hợp trên bô lăng này, nó có đề lỗ cho nó tốt. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xe. Đấy, Hyundai Grammy 10 sản xuất 2014 238 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grammy 10 này. Đấy, các bạn xem nội thất của nó màu đỏ đen các bạn nhé, sơn xi của nó sáng bóng sạch sẽ, màu trắng ngọc trinh luôn. Đấy, sản xuất 2014 238 triệu đồng. Và em đến một chiếc này là chiếc Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2009 phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng bản G bản đổ tư nhân chính chủ biển Hải Phòng mang biển số 15A20442 với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Đấy, 295 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova thương hiệu Nhật Bản. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều ok các bạn nhé. Đấy, form dáng của nó này rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho quý bạn xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó thì ghế lỉ nguyên bản theo xe các bạn nhé. Ghế lỉ nguyên bản theo xe, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. 295 triệu đồng. Và em lại đến một mẫu xe này, mẫu xe Daewoo Lachetti CDX. Daewoo Lachetti CDX có năm sản xuất 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý bạn nhé. Đấy, Daewoo Lachetti CDX này mang biển số Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A36376 quý bạn này. Form dáng của nó rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu xe này form dáng không bao giờ bị lỗi thời các bạn nhé. Đấy, 265 triệu đồng một mẫu xe Daewoo Lachetti CDX này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ.
Đấy, túi khí ABS đầy đủ các bạn nhé, 265 triệu đồng. Và em đã đến một mẫu xe này, mẫu xe Honda Civic. Chiếc Honda Civic có năm sản xuất 2007, phiên bản số tự động, máy 2.0, máy xăng bản đủ. Mà trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhạc này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. 285 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic này. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ, 4 bánh đa nút, phanh ABS 4 bánh. Đấy, gãy số trên vô lăng, cửa sổ chơi. Đấy, một chiếc Honda Civic có năm sản xuất 2007 quý bạn nhé. Và em lại đến một mẫu xe này, mẫu xe Daihatsu Lacetti. Chiếc Daihatsu Lacetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lacetti này, mang biển số 15A. Đấy, 59196 các bạn nhé. Đấy, con này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển số Hải Dương 34A01452, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái này, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là dòng này đi cực lành luôn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carren. Kia Carren có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 236 triệu đồng. 236 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carren. Đấy, la răng đa chấu quý bạn này, lốp dép rất là đẹp quý bạn nhé. Mang biển số 36A, biển số Thanh Hóa này, 25879. Đấy, 236 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carren mang thương hiệu Hàn Quốc. Giá tiền trên bao gồm phí rút hồ sơ quý bạn nhé. Và em lại đến một mẫu xe này, mẫu xe Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Con này trước em bán 174 triệu đồng, bây giờ em giảm giá còn 170 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Vivante này. Mang biển số 73A, biển số Quảng Ngãi các bạn nhé. Đấy, 02074 này. 170 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Vivante. Đấy, một mẫu xe thương hiệu của Mỹ quý bạn nhé. Sơn xi của nó màu đen rất là đẹp quý bạn này. Đấy, và chiếc tiếp theo cũng là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2010. Chiếc này thì em mới bán hôm qua rồi. Đấy, em chờ bác cái lai mai bác sang bác lấy thôi. Có hai con hai bên này. Đấy, em mới bán rồi các bạn nhé. Và em lại đến một mẫu xe Daihatsu Gencha. Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.2, con này hàng nhập, máy của nó chỉ có 1.2 các bạn nhé. Mang biển số Hà Nội 29A12793, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Gencha nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trang bị 4 bánh đa nút này. Đấy, gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đấy, gương kính chỉnh điện. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ, màn hình cam nồi. Đó, các bạn xem, rất là đẹp luôn. Ghế da hai màu đỏ đen này. Một mẫu xe Daihatsu Gencha. Đấy, nhập khẩu các bạn nhé. Hạ 195 triệu đồng thôi. Chỉ có 195 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Gencha này. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển số 29A32049, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Đấy, con này là bản lưng sport các nhá. Đấy, lưng cản trước cản sau lên bản sport, gương kính chỉnh điện. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da thì trang bị màu đen này. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Và chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi Gradit. Chiếc Mitsubishi Gradit có năm sản xuất 2005, phiên bản là số tự động, máy 2.4, máy xăng, mang biển số 15A08241, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Gradit này. Đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản quý vị nhé.
Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đó, nội thất của nó này, ghế da nguyên bản trong nhà sản xuất luôn. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, một mẫu xe gia đình. Không taxi, không dịch vụ một ngày các bạn nhé. Đấy, một chiếc Mitsubishi Gravis. Đấy, sơn xi sáng bóng cho xe. Một mẫu xe trang bị là 7 ghế ngồi, với tài là 8 các bạn nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng. Con này là bản đủ. Đấy, mang biển số 15A19624. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, 268 triệu đồng. Bây giờ em giảm giá kịch sàn đi, còn có 258 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy nhanh tay alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Đấy, trang bị màn hình Android các bạn này. Đấy, đề lửa sau đó top, tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Đấy, một chiếc Hyundai Grammy 10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Và em lại đến một chiếc này cũng là chiếc Hyundai Grammy 10, có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.2. Đấy, con này là máy 1.2 các bạn nhé, bản sedan hai đầu. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng, 248 triệu đồng, mang biển số 24A này 05144. Đấy, một chiếc Hyundai Grammy 10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Đấy, bản sedan hai đầu quý bạn nhé. Sơn xi của nó này rất là đẹp luôn quý bạn này. Trang bị 4 bánh nhang đúc. Đấy, một chiếc Hyundai Grammy 10 sản xuất 2015, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ các bạn này. Đó, nội thất này của nó này rất là bát mát luôn quý bạn nhé. Một chiếc Hyundai Grammy 10 nhập Ấn, 248 triệu đồng quý bạn nhá. 248 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2015, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.25. Đấy, con này bản 4 máy các bạn nhá. Đấy, máy 1.25, mang biển số 17A18600. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng, 215 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning này. Đấy, sơn xi màu trắng ngọc trinh quý bạn nhé. Đấy, xe thật đẹp, cam kết với bạn là xe không đâm va, không ngập nước. Đấy, một chiếc Kia Morning. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng, mang biển số 15A44486 này. Đấy, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng, 230 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng các bác nhé. Đấy, hai cụm pha, hai cụm gầm của nó rất là sáng bóng đều nhau các bác này. Tay lắm mở cửa ra được ốp inox bạc chrome các bác nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte. Kia Forte có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng, con này là bản full nữa, bản full cửa lóc này. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Đấy, 315 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte nhập khẩu. Đấy, số tự động máy 1.6 máy xăng, cam kết với bạn là không đâm va, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ của anh em, bản full cửa lóc luôn. 315 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bạn này. Và em lại đến một chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.25. Đấy, con này sơn xi màu kem bơ các bạn nhé, mang biển số 17A18662. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng, 225 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Đấy, con này bản 4 máy, máy 1.25 quý bạn nhé, sơn xi màu kem bơ các bạn này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho quý bạn xem nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó này, ghế da trang bị hai màu rất là bắt mắt luôn. Màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình cam nồi đầy đủ quý bạn nhé. Đấy, bạn nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, một chiếc Kia Morning. Đấy, bản Việt form mới. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn máy 1.5, mang biển số 15A này. Đấy, 28239.
với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Vâng, chỉ có 228 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Con này là bản E các bác nhá, bản E xịn luôn. Đấy. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Escape. Chiếc Ford Escape có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động máy 2.3 máy xăng, mang biển số 30F này. Đấy, 55037. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng cho một chiếc Ford Escape. Đấy, sơn xi ngoại thất của nó này rất là sáng bóng chặt chẽ các bạn nhé. Cam kết các bạn là không đâm va, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Đấy, một chiếc Ford Escape. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da của nó các bạn này, ghế da nguyên bản theo máy sản xuất nhá. Chân nỉ, ghế da chân nỉ, màn hình cam nùi đầy đủ. Cam kết là máy số zin luôn, máy số zin các bạn nhé. Chiếc Ford Escape sản xuất 2008, 275 triệu đồng. Đấy, 275 triệu đồng quý bạn nhé. Sơn xi của nó này rất là đẹp luôn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng, mang biển số 30G 32511. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng trong một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015, nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên trước này, hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu thì đi cực lành luôn các bạn này. Trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội các bạn nhé. Đấy, quý bạn xem rất là ok luôn. Quý bạn nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Sơn xi của nó, ngoại thất màu trắng, đăng kiểm dài miên man đến tháng 10 năm 2021. Đấy, một chiếc Hyundai Grammy 10 nhập Ấn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte. Kia Forte có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng, mang biển số 30A66360. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 319 triệu đồng. 319 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte này. Đấy, mang biển số Hà Nội các bác nhá. Bác là Hà Nội, Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bạn nhá. Đấy, 319 triệu đồng này. Đấy, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó này, ghế da nguyên bản theo máy sản xuất nhá. Ghế da nguyên bản, màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, trang bị hai túi khí an toàn. Đấy, túi khí ABS đầy đủ. Và em lại đến một mẫu xe này, mẫu xe Mercedes. Chiếc Mercedes có năm sản xuất 2002, phiên bản là số tự động. Đấy, phiên bản là số tự động các bạn nhé. Đấy, máy xăng, máy 2.0 máy xăng. Đấy, C180, Mercedes C180. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. 172 triệu đồng cho một chiếc Mercedes này. Đấy, bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đi uống cà phê thì quá là ok các bạn nhé. Mang biển số 29A 94654 các bạn này. Đấy, một chiếc Mercedes chỉ có 172 triệu đồng. Và em đã đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng, mang biển số 17A biển số Thái Bình. Đấy, 15713. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, trang bị 4 bánh nhang đúc, phanh địa 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cục xe đầy đủ. Con này là bản đủ, bản E các bác nhá. Đấy, Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bạn này. Đấy, dòng này đi cực lành luôn các bạn nhá. Dòng này đi cực lành luôn. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Mitsubishi Jolly. Chiếc Mitsubishi Jolly có năm sản xuất 2004, đèn cột đốt treo turbo Mansex. Con này là bản đủ. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Con này mang biển số 29A73044 này. Đấy, chiếc Mitsubishi Jolly, đèn cột đốt treo turbo Mansex, 145 triệu đồng các bác nhá. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus. Chiếc Ford Focus có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.8 máy xăng. Đấy, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. 286 triệu đồng cho một chiếc Ford Focus này. Đấy, sơn xi ngoại thất màu đen, xe gia đình các bác nhá, xe gia đình xịn luôn. Đấy, mang biển số Hà Nội 30G này. Đấy, 37726 các bạn nhá. Đấy, chiếc Ford Focus sản xuất 2009, số tự động máy 1.8 máy xăng.
Và em đã đến một chiếc này là chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển số 24A009585 các bạn nhé. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Cruze mang thương hiệu của Mỹ, bản sedan hai đầu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày các bạn nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Fiat. Chiếc Fiat có năm sản xuất 2003, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển số 29A86690. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 90 triệu đồng. Vâng, chỉ có 90 triệu đồng cho một chiếc Fiat này mang thương hiệu của Ý. Đấy, một anh chàng đến từ Italia. Đấy, sơn xi màu xanh quân đội. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái này. Đấy, quá là đẹp luôn các bạn nhá. Vâng, đây là phần ghế da này, ghế da bò các bạn nhá. Ghế da bò rất là đẹp này. Đấy, trang bị màn hình cam hành trình đầy đủ. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập lái quá là đẹp luôn này. Chỉ có 90 triệu đồng thôi. Vâng, 90 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti. Chiếc Daihatsu Lacetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển số 27A, biển số Điện Biên. Đấy, 03768. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. 230 triệu đồng quý bạn nhá. Đấy, chỉ có 230 triệu đồng trong một chiếc Daihatsu Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, biển số Điện Biên, xe gia đình, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Sơn xi sáng bóng sạch sẽ màu đen. Và em đến một mẫu xe này, mẫu xe Kia Carnet. Kia Carnet có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển số 37A này. Đấy, 32015. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. 230 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carnet sơn xi màu trắng ngọc trinh các bạn nhé. Đấy, phiên bản là số sàn, máy 1.6. Đấy, con này là mang thương hiệu của thương hiệu Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, Kia Carnet. Đấy, bô lăng 4 chấu này, trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, tư nhân chính chủ biển Nghệ An rồi. Vậy em mới đến một chiếc này là chiếc Mazda 323. Chiếc Mazda 323 có năm sản xuất 2001, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số sàn, máy 1.6 máy xăng. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 98 triệu đồng. Vâng, chỉ có 98 triệu đồng cho các bác một chiếc Mazda 323 mang biển số Hà Nội này. Đấy, biển số Hà Nội luôn các bác nhá. Bác là Hà Nội, Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về tập lái này, hoặc loanh quanh bác nào mà mới tập lái, mới thi có bằng xong thì mua chiếc xe này về tập lái quá là ok các bác này. Đấy. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Bên em hôm nay mới về rất là nhiều xe cho các bác tham khảo. Các bác nào mà đúng chân mẫu xe nào thì hãy cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz. Chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.1 máy xăng, mang biển số 36A 419767 các bạn này. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Đấy, 165 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Getz bản đổ qua nhá. Đấy, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Đấy, sơn xi của nó này rất là ok. Con này bản đổ đời chót nhá. Con bản đổ đời chót luôn. Đấy, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da thì trang bị màu đen. Ghế da trang bị màu đen các bạn nhé. Màn hình cam nùi đầy đủ rồi. Đấy, một chiếc Hyundai Getz nhập khẩu, bản đủ đời chót, không taxi, không dịch vụ, 2010. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.1. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 125 triệu đồng. Đấy, 125 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning này. Đấy, sơn xi của nó màu trắng ngọc trinh quý bạn nha, mang biển số Thái Bình. Đấy, rất là ok, chỉ có 125 triệu đồng thôi. Chiếc tiếp theo là cũng là chiếc Kia Morning. Đấy, chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2012 các bạn nhé. Đấy,
Hàng này hàng nhập khẩu. Dạ vâng, vừa rồi ô tô cũ Đoàn Nghị địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho quý vị các bạn được biết. Quý vị các bạn nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.